Action. 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 Ok. Chào mừng các bạn đã đến với địa đạo Củ Chi. Sau những ngày vật vả với ánh nắng của Củ Chi thì sau đây chúng ta sẽ được xem một nghệ sĩ đến từ phường 8, biệt danh là Lanh Tanh Bồn, với siêu ảo thuật Quả Chanh Anh Đức. Bắt đầu. Đơn giản ra thôi, từ lâu, từ cách đây khoảng vài chục năm, tôi đã có luyện tập một cách thành thạo cái trò này. Mà từ lúc tôi tập, tôi không tập bằng quả chanh, tôi tập bằng quả dưa hấu. Nó bể hoài à, bởi vậy tôi rút lại còn quả chanh. Sau này tôi có thể biểu diễn bằng quả nhãn, quả nho, hoặc là tệ lắm là hột é. Như đó. Đến khi đó thì các bạn sẽ khó lòng phát hiện là tôi đang ảo thuật hay tôi đang làm trò cùng điên gì hết. Rồi, cảm ơn các bạn. Sao chưa hết? Ngoài hột é ra anh có thể biểu diễn bằng hột khác được không? Cái hột bự hơn xíu là cái hột không phải, các bạn đừng hiểu lầm. Tôi nói là chùm ruột đó. Chùm ruột. Các bạn đừng hiểu lầm, các bạn đừng nghĩ là tôi là người dâm dục, không đâu. Tôi hơi cùng dâm tí thôi. Mượn đi, đừng chung nước miếng. Nhưng mà cái câu hỏi thắc mắc ra đây hồi tối đến giờ là muốn hỏi các anh là tại sao, muốn hỏi anh một điều là tại sao quả chanh từ trong người anh Đức ra mà anh lấy được, mà giờ anh đem ra anh biểu diễn cho công chúng được. Anh không sợ anh Đức biết là quả chanh đúng anh Đức, và anh Đức sẽ giận anh hay là hơn chắc anh hay sao? Đúng ra thì câu trả lời này tôi định giấu kín, bởi vì đây là chuyện phòng the giữa tôi với anh Đức, tôi không tiện nói ra với tất cả quý vị ở đây. Nhưng mà hôm qua anh Đức, buổi tối hôm qua anh Đức đã len lén mò ra giọng của tôi, và anh Đức nói là khoan. Anh Đức nói thủ thỉ với tôi là anh tặng em một vật làm kỷ niệm. Sau đó anh Đức dúi vào tay tôi một quả chanh, và tôi hỏi lý do tại sao thì anh Đức bảo rằng quả chanh đó anh Đời đã bị dập, không xài được nữa nên cho em chơi. Thế là tôi cầm quả chanh một đêm trời, tôi không ngủ được, tôi không biết làm gì, tôi suy nghĩ đắn đo mãi về hành động của anh Đức. Và vì thế tôi không ngủ được nên tôi đã luyện tập trái chanh, tôi luyện tập cho nó thuần thục và qua đôi bàn tay dẻo dai của tôi. Thì bây giờ tôi tin rằng quả chanh đã rất là mọng nước và rất chua. Vâng, xin cảm ơn. Sau được cái cuộc phỏng vấn của anh thì sau cuộc cái phòng the buổi tối của anh ra thì sáng nay tôi được biết tin là anh Đức bây giờ là anh Đức đã trở thành đã lỗ cống rồi. Không phải lỗ người đẹp, lỗ cống luôn, nguyên cái lỗ cống chả luôn rồi. Anh có cảm nghĩ về cái chuyện đó? Thật sự thì bí quyết nào mà để làm ra cái lỗ cống từ trong người anh Đức? Lời đầu tiên thì tôi xin thay mặt gia đình hộ hộ Hà Nội. Dép hồi quá, dép hồi quá. Hồi quá. Tôi xin thay mặt quay riêng hai họ, gia đình hộ Nội, họ ngoại, họ nhà trai, họ nhà gái, cũng như mấy đứa em ở nhà của tôi, chân thành gửi đến lời xin lỗi chân thành nhất từ tấm lòng của tôi, tấm lòng hôi thối của tôi tới gia đình của anh Đức Mập, Đức Cống. Lời xin lỗi chân thành nhất, bởi vì hôm qua tôi xài hao quá, tôi nhiệt tình quá, nên bây giờ thì nó gây ra một cái hậu quả không lường. Vâng, xin một lần nữa xin lỗi. Rồi, xin cảm ơn rồi.